huấn luyện viên Ten Hag đã bị phạt thẻ vàng khi ông phản ứng với trọng tài về việc đội nhà cần được hưởng quả ném biên ở phút bù giờ 90+5 của trận đấu. Đây là lần thứ 3 nhà cầm quân 53 tuổi phải nhận thẻ vàng sau 12 vòng đấu ở Premier League, đồng nghĩa ông sẽ phải lên khán đài theo dõi trận đấu giữa Manchester United với Everton sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 11. Ten Hag trước đó đã từng nhận thẻ vàng trong trận đấu với Tottenham Hotspur và Arsenal hồi đầu mùa giải, và 3 lần nhận thẻ vàng đồng nghĩa với án phạt bị cấm chỉ đạo một trận. Khi được hỏi về chiếc thẻ vàng phải nhận sau trận đấu, huấn luyện viên Ten Hag giải thích, đó là một khoảnh khắc rất rõ ràng, một quả ném biên chúng tôi phải được hưởng. Thậm chí đó là lần thứ 2 chúng tôi bị trọng tài quyết định sai, khi đội chúng tôi đã vượt lên dẫn trước. Tôi phản ứng lại thì bị phạt thẻ. Nói về việc phải vắng mặt ở trận đấu tới, huấn luyện viên Ten Hag cho rằng đội của ông sẽ không gặp vấn đề gì lớn về việc này. Chúng tôi có một ban huấn luyện rất có năng lực và họ sẽ chỉ đạo thay tôi. Tất nhiên, ở một mức độ nào đó tôi có thể tham gia, nhưng như tôi đã nói, ban huấn luyện của tôi rất có năng lực. Chiến lược gia người Hà Lan cũng cho rằng chiến thắng của Manchester United trước Luton mới là vấn đề quan trọng, khi các cầu thủ sẽ lấy lại tinh thần trong cuộc đua thứ hạng ở Premier League. Đúng vậy, và lẽ ra chúng tôi có thể khiến trận đấu này trở nên dễ dàng hơn bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn. Huấn luyện viên Ten Hag nói về màn trình diễn của đội mình. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Hiệp một tôi quan sát thấy 4 cơ hội lẽ ra phải là bàn thắng. Nếu bạn có được bàn thắng đầu tiên và bàn thắng thứ hai, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn không ghi bàn, bạn biết rằng bạn sẽ dễ dàng để mắc lỗi nhiều hơn và gặp rắc rối lớn.